Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: Gioan có phải là Đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đứng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô Giáng Sinh. Hôm nay Giáo hội mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Và theo truyền thống của Giáo hội thì thánh lễ này đã đóng lại, đã khép lại mùa Giáng Sinh. Mùa phụng vụ của Giáng Sinh được khép lại, được kết thúc bởi thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tất nhiên chắc đa số ông bà anh chị em đã được biết, cũng như tôi cũng đã giải thích trong những bài chia sẻ trước đây, đó là Chúa Giêsu chịu phép rửa, và phép rửa của Gioan ở đây không phải là bí tích rửa tội của chúng ta ngày hôm nay, như Gioan Tẩy Giả đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là tôi rửa anh em bằng nước, nhưng người đến sau tôi sẽ rửa anh chị em trong lửa, trong Chúa Thánh Thần. Hay nói cách khác là Gioan Tẩy Giả trong bài tin mừng ngày hôm nay đã xác minh rằng Ngài không phải là Đấng Kitô, không phải là Đấng Cứu Thế, mà Chúa Giêsu mới thật sự là Đấng từ trời mà xuống, là Đấng Cứu Thế. Cho nên phép rửa của Gioan Tẩy Giả, phép rửa mà Chúa Giêsu nhận nơi Gioan Tẩy Giả chỉ là một phép rửa của sự thống hối, để nói lên cái lòng ăn năn sám hối mà thôi, chứ không phải là bí tích rửa tội. Bởi vì chúng ta biết là chỉ có khi sau khi Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh thì đó những hoa trái của các bí tích mới từ đó mà đến, qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tí nữa thì tôi cũng sẽ giải thích rằng tại sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội mà lại đi lãnh nhận một cái nghi thức thống hối. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề đó thì chúng ta hãy thứ tự nhìn vào trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta thấy tin mừng nói rằng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì trời mở ra. Hay nói cách khác là gì? Là trong Cựu Ước, tiên tri Isaiah đã từng nói rằng gì? Lạy Chúa, xin hãy xé bầu trời để ban ân sủng Chúa xuống. Trong những lúc mà con người, nhân loại thời bấy giờ cảm thấy đêm tối của tội lỗi, của sự dữ, con người cảm thấy cần phải được sự chúc phúc của Thiên Chúa, cần phải có ơn sủng của Thiên Chúa để cứu họ, để nâng đỡ họ. Chỉ có Thiên Chúa mới cứu họ thôi. Và cái lòng khao khát được Thiên Chúa đến cứu họ, cái lòng khao khát ước mong được ân sủng Chúa xuống trên họ, để họ phải cất lên là gì? Xin Chúa hãy xé bầu trời để ngự xuống. Và trong hình ảnh ngày hôm nay trong bài tin mừng nói đến việc là cửa trời mở ra, thế nào? Cũng như là cái hình ảnh là gì? Là Chúa Giêsu là đứng từ trời mà xuống, đã đáp lại lời kêu gọi của dân Chúa từ xa xưa, lòng khao khát Đấng Cứu Thế đến để cứu dân của Chúa. Thì đó là cái ảnh cửa trời, trời đã mở ra. Rồi chúng ta thấy một cái hình ảnh nữa là khi Chúa Giêsu đến để mà chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến chịu phép rửa không phải là bởi vì Ngài là một tội nhân, mà Chúa Giêsu đến chịu phép rửa là gì? Là để Ngài muốn hòa mình, muốn hòa đồng với chúng ta là những người tội lỗi. Chúa Giêsu chịu phép rửa không phải bởi vì Ngài cần phép rửa thống hối đó, mà Ngài lãnh nhận phép rửa thống hối đó vì chúng ta.
Ngài không được biến đổi bởi cái nước của sông Giô-đan, nhưng mà chính sự hiện diện của Ngài trong sông Giô-đan đó đã biến đổi thánh hóa cái nước đó. Để nói lên cái gì? Khi Chúa Giê-xu được nhấn chìm ở trong nước thống hối đó, cũng nói lên cái sự chết của Chúa Giê-xu ở trong tương lai. Và chính qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, Chúa đã thánh hóa nước đó để biến trở thành nước của bí tích rửa tội cho chúng ta. Cho nên việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa thống hối không phải vì Ngài là một tội nhân, mà Ngài đã khiêm tốn đủ để hạ mình xuống, để hòa đồng với chúng ta là những tội nhân. Ngài là đứng vô tội, nhưng đã mặc lấy thân phận tội lỗi của con người để mà cứu con người khỏi tội, để trả cái nợ tội của chúng ta. Chúa đã khiêm tốn đủ để mà lãnh nhận cái phép thống hối đó. Rồi qua việc phép thống hối đó, Ngài cũng thánh hóa cái nước đó để nói lên bí tích rửa tội mà sau này chúng ta đã được cái hồng phúc để lãnh nhận. Rồi khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu chịu phép rửa thì có những cái hình ảnh nào? Thứ nhất, Ngài chịu phép rửa. Thứ hai là cửa trời mở ra, rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống với hình chim bồ câu, rồi có tiếng Thiên Chúa Cha nói rằng: đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Thế đây cũng cho chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh là gì? Là các ngày xưa khi các vua chúa được phong vương thì họ hay đi qua những cái nghi thức. Thứ nhất là gì? Họ được tắm rửa cho sạch sẽ. Thứ hai là họ được gì? Họ được sức dầu, sức dầu thơm. Và thứ ba là gì? Là nghi thức phong vương để cho họ lên làm vua. Và qua cái nghi thức phong vương đó, họ bắt đầu lãnh nhận một cái sứ vụ mới, một cái trách nhiệm mới để cai quản, để lãnh đạo, để thống trị một cái quốc gia đó. Thế là hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy hình ảnh đó. Chúa Giê-xu đã sống 30 năm ẩn dật tại Nazareth, một cuộc sống êm đềm với Thánh Giuse, với Đức Trinh Nữ Maria. Rồi Ngài cũng âm thầm làm những công việc hàng ngày như bao nhiêu người khác. Ngài chờ đợi cho đến cái giây phút quyết định trong cuộc đời đó là gì? Đó là Ngài đến dòng sông Giô-đan gặp Gioan Tẩy Giả để lãnh nhận cái nghi thức thống hối đó. Thế là Chúa Giê-xu cũng làm gì? Thứ nhất, Ngài cũng được rửa bởi nước của sông Giô-đan. Ngài được rửa bởi nước của sông Giô-đan, rồi Ngài được làm gì? Ngài cũng được sức dầu bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Rồi Ngài cũng được Thiên Chúa Cha nói rằng: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Hay nói cách khác là gì? Là Chúa Giê-xu được tắm rửa, được sức dầu và được Thiên Chúa Cha phong vương. Sức dầu cho Ngài, và đặc biệt là gì? Lời Thiên Chúa Cha nói rằng: đây là con yêu dấu của ta. Xác định lời của Gioan Tẩy Giả nói là gì? Đấy, đây mới là đứng đến sau tôi, nhưng mà cao trọng hơn tôi, và tôi không xứng đáng để cởi dây dài cho Ngài. Thiên Chúa Cha đã xác định cái bản tính thực sự, bản chất thực sự của Chúa Giê-xu là gì? Là con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Thế là qua cái nghi thức, chúng ta có thể tạm gọi là nghi thức chịu phép thống hối, nhưng mà cũng có thể hiểu như là một cái nghi thức phong vương. Chúa Giê-xu đã lãnh nhận một cái sứ vụ mới. Để rồi gì? Qua sau khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã đi vào hoang mạc, sa mạc để ăn chay, để cầu nguyện 40 đêm ngày và bắt đầu cuộc hành trình rao giảng tin mừng của Ngài và chết và sống lại để cứu độ nhân loại, để thực hiện ý định của Thiên Chúa Cha, để hoàn tất cái chương trình cứu độ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn vào bài tin mừng để thấy thêm một vài cái nét rất là hay, rất là đẹp nữa. Đó là gì? Là chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giê-xu được rửa, lãnh nhận phép thống hối, cửa trời mở ra. Ngài từ trời mà xuống, Ngài là con Thiên Chúa, từ trời mà đến để cứu độ nhân loại. Rồi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là gì? Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trên Chúa Giê-xu, trên mặt nước này, lại nhắc nhở chúng ta tới một hình ảnh, đó là trong sách Sáng Thế Ký. Khi sách Sáng Thế Ký tường thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật, tạo dựng nên vũ trụ này, thì cũng đã nói tới gì? Nói tới thần khí của Chúa bay là ở trên mặt nước. Thế là ngày hôm nay khi Chúa Giê-xu chịu phép rửa thì Thánh Thần Chúa cũng bay xuống là như vậy, để nhắc nhở chúng ta tới điều gì? Đó là việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hay việc Chúa Giê-xu đến trần gian này, đã bắt đầu cởi mở một kỷ nguyên mới.
Trong sách Sáng Thế Ký, thần khí Chúa là bay trên mặt nước, một cuộc tạo dựng nên trời đất muôn vật. Thì ngày hôm nay khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta tới một cuộc tái tạo mới. Chúa Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất muôn vật. Nhưng mà khi nguyên tổ chúng ta phạm tội, khi tội đi vào trần gian đã đảo lộn cái trật tự mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên từ thuở muôn đời. Tội đã đảo lộn cái trật tự trong cuộc sống, trong gia đình, vì cái sự đảo lộn đó cho nên mới có biết bao nhiêu những đau khổ và tội lỗi. Thế là giờ Chúa Giê-xu đến một cuộc tái tạo mới. Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giê-xu để bắt đầu cuộc tái tạo mới, để rồi chính qua cuộc rao giảng, qua những việc mục vụ mà Chúa Giê-xu làm, đặc biệt là qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, Chúa thánh hóa, Chúa sắp đặt lại cái trật tự mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên từ thuở ban đầu. Hay nói cách khác, Chúa tái tạo lại. Chúa tái tạo lại. Một cuộc tạo dựng mới, như là Adam, tổ tiên của chúng ta đã phạm tội, là con người, thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu cũng là một Adam mới, là con của Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa như lời Chúa Cha đã tuyên phán, đến để bắt đầu tái tạo một thế giới mới, một cuộc sống mới. Tái tạo đó ngay cả chúng ta, khi chúng ta được tạo dựng nên con người, chúng ta được sinh ra thì chúng ta mang tội tổ tông truyền. Và qua Adam mới là Chúa Giê-xu, qua bí tích rửa tội, chúng ta được tái tạo mới, được trở thành con cái của Thiên Chúa. Nói tới đây thì nhiều người thắc mắc, nói rằng thứ nhất là một đứa trẻ mới sinh ra thì có tội gì đâu mà phải rửa tội. Thưa, tội tổ tông truyền không phải là tội riêng, không phải là tội của một cá nhân phạm, mà tội tổ tông truyền có thể tạm hiểu như là một cái gì, như là một cái sự di truyền. Chúng ta thấy nhiều khi là cha mẹ mắc một cái cơn căn bệnh nào đó, rồi khi sinh con cái ra, con cái bị mắc cái căn bệnh đó, không phải là lỗi ở nó. Nó không uống rượu, uống bia, không hút thuốc lá, nhưng mà tại sao nó lại bị những căn bệnh có liên quan đến những vấn đề đó? Không phải là lỗi của nó, mà là nó bị di truyền bởi những căn bệnh của bố mẹ của nó. Thì tội tổ tông truyền cũng vậy, không phải là những cá nhân nó phạm cái tội đó, mà là cái tội đó được di truyền từ đời nọ đến đời kia, qua máu huyết, qua cha mẹ tới con cái. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tội tổ tông truyền khác, mà tội riêng khác. Tội riêng là tội của cá nhân đó phạm, còn tội tổ tông truyền là cái tội di truyền mà cái người đó lãnh nhận từ cha mẹ, từ tổ tiên của họ. Rồi người khác, có những người lại thắc mắc nữa là gì? Là tại sao không chờ cho đứa trẻ nó lớn lên, nó trưởng thành rồi hẳn rửa tội cho nó, mà lại khi còn đứa trẻ rửa tội thì nó đâu có quyết định gì đâu. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay còn đưa cái câu nói đó ra để như một cái sự thử thách. Tại sao cha mẹ không chờ cho con lớn rồi con quyết định con có muốn làm người công giáo hay không, rồi hẳn rửa tội, rồi để con tự chọn, lựa chọn rửa tội. Chứ tại sao rửa tội khi con còn bé thì con có lựa chọn, con đâu có được tự do đâu. Đó cũng chỉ là một cái câu nói, một cái gọi là excuse thôi. Chứ còn trong thực tế là gì? Giáo hội lựa chọn cho những người công giáo sinh ra trong gia đình công giáo được rửa tội khi còn là một trẻ thơ, bởi vì giáo hội đã thấy được rằng đó là một cái lợi ích lớn lao cho đứa trẻ nhỏ đó. Bởi vì qua bí tích rửa tội, đứa trẻ nhỏ đó được thánh hóa, được biến đổi, được ơn Chúa Thánh Thần tác động, được trở thành con cái của Thiên Chúa. Giáo hội thấy đó là một cái lợi lớn lao cho đứa trẻ đó, cho giáo hội muốn cho nó được rửa tội khi nó còn nhỏ. Tuy nhiên, khi đứa trẻ đó còn nhỏ, khi nó rửa tội, thì cha mẹ của đứa trẻ đó, những người đỡ đầu của đứa trẻ đó, tuyên xưng đức tin thay cho nó và có trách nhiệm hướng dẫn nó trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn lên, nó vẫn phải tự quyết định đức tin của nó. Nó phải tự xác định đức tin của nó. Chứ nó không thể tiếp tục dựa vào đức tin của cha mẹ hay là của những người đỡ đầu nữa. Cho nên một trong những cử chỉ đó là gì? Là kinh tin kính mà chúng ta đọc mỗi Chúa Nhật. Thì chúng ta đọc là gì? Tôi tin kính một Thiên Chúa. Có nghĩa là bây giờ tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi, tôi ý thức rồi, và tôi tuyên xưng niềm tin của tôi.
Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có tự do để mà lựa chọn, hay là chúng ta nhỏ, chúng ta không quyết định được, cho nên chúng ta phải như vậy. Không có. Chúng ta vẫn tiếp tục có những cái tự do để cho chúng ta quyết định đức tin của chúng ta khi chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta mỗi Chúa Nhật, khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức và các bí tích khác của giáo hội. Còn chúng ta nói rằng tại sao con còn nhỏ mà bố mẹ lại bắt con rửa tội thế này thế kia, thì hãy nhìn vào đi. Ngày hôm nay không phải là chỉ có rửa tội, mà ngày hôm nay còn nhiều người bạn trẻ rất là đáng buồn để nói rằng tại sao cha mẹ lại sinh con ra mà cha mẹ không hỏi ý kiến con. Thế nào, cha mẹ sinh con ra mà tại sao cha mẹ chẳng hỏi ý kiến con, con có muốn ra đời hay không? Và nếu nói như vậy thì người ta có thể trách móc luôn là gì, tại sao không sinh tôi ra làm người Mỹ mà lại sinh tôi ra làm người Việt Nam, làm gì cho tôi khổ? Tại sao không sinh tôi ra làm người Canada hay là người Đức hay người Lào, người Campuchia mà lại sinh tôi ra làm người Việt Nam? Thế là trong cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta không tự quyết định, mà có những cái chúng ta đã được sinh ra và chúng ta phải coi đó là một hồng ân, một ân huệ, một ân sủng. Khi một con người nào đó nhìn sự việc qua cái lăng kính tích cực, qua cái lòng khiêm tốn biết ơn, thì dù cái điều đó không là, chưa là tốt đẹp, chưa là hoàn hảo, nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó tốt đẹp, làm cho nó hoàn hảo, và chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như vào lòng thương yêu và cái sự, những cái lợi ích mà cha mẹ chúng ta nhìn thấy cho chúng ta. Còn nếu như một con người luôn luôn nhìn qua một cái lăng kính tiêu cực, cái gì cũng trách móc được, cái gì cũng xỉa sói lên án được, thì ngay cả những cái tốt cũng sẽ trở thành xấu. Nếu chúng ta có đủ khiêm tốn để rồi chúng ta học hỏi, chúng ta mở lòng mình ra, thì chúng ta sẽ luôn luôn được biết thêm, ngày càng trưởng thành, ngày càng có thêm kiến thức, ngày càng có thêm khả năng. Còn nếu như chúng ta luôn nhìn một cách tiêu cực, trách móc người này, trách móc người kia, rồi lại trách móc bản thân mình, ngay cả những cha mẹ là những sinh thành ra mình, thì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn cuộc sống bằng một cái màu rất là tiêu cực và bi đát. Chúng ta trở lại với bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta thấy qua việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa sông Giô-đan, Ngài từ trời mà xuống, Ngài được Chúa Thánh Thần sức dầu, Ngài đã được Thiên Chúa Cha phong vương, được Thiên Chúa Cha xác minh về thân phận của Ngài, là đứng từ trời mà xuống, là con Thiên Chúa. Và qua cái phép rửa đó, Chúa Giê-xu đã xác định, đã quyết định, đã ý thức được cái trách nhiệm của Ngài để rồi đi ra rao giảng tin mừng và cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cũng vậy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta thứ nhất cũng được sức dầu. Sức dầu với quyền năng của Chúa Thánh Thần để thánh hóa chúng ta, nước để tẩy rửa tội nguyên tổ của chúng ta. Rồi qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được trở thành con cái của Thiên Chúa Cha. Bởi vì khi chúng ta rửa tội, dìm qua nước, chúng ta cũng chết đi với con người cũ, để rồi chúng ta sống lại với con người mới trong Chúa Kitô. Và chỉ trong Chúa Kitô, chúng ta mới trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha nói rằng Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Ngài. Khi chúng qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành thân thể của Chúa Kitô. Chúng ta trở thành những người anh em của Chúa Kitô. Cho nên chính qua Chúa Kitô, chúng ta cũng được lãnh nhận cái vinh dự, cái danh dự, cái danh xưng là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Và cũng như Chúa Giê-xu, qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng là giây phút chúng ta quyết định, chúng ta xác định niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Niềm tin và sự vâng phục chúng ta đối với Chúa và đối với giáo hội. Chúng ta trở thành thân thể, trở thành gia đình của giáo hội. Tôi còn nhớ khi tôi học thần học thì đã có một cha giáo sư đã nói rằng qua bí tích rửa tội, chúng ta còn trở thành anh em với nhau, còn thân thiết, còn lâu dài bền vững hơn là anh em ruột ở trong gia đình nữa. Và Ngài giải thích rằng anh em ruột ở trong gia đình qua máu huyết của cha mẹ thì là anh em ở đời này thôi.
Nhưng mà qua bí tích rửa tội chúng ta còn gần hơn là gì? Là bởi vì chúng ta không phải là những cá nhân riêng rẽ, mà qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành thân thể của Chúa Kitô. Thế là trở thành một thân thể thì phải gần với nhau như thế nào, phải thân thiết với nhau như thế nào, phải gắn bó với nhau như thế nào. Chúng ta không còn chỉ là những người anh chị em với những cá thể, những cá biệt riêng rẽ, mà chúng ta trở thành một thân thể trong Chúa Kitô. Và chúng ta trở thành anh chị em với nhau trong đời sống thiêng liêng, ở đời này cũng như con cái Thiên Chúa đời sau. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta ý thức được bí tích rửa tội, thì chúng ta ý thức được rằng chúng ta cần phải liên kết với nhau như thế nào, cần phải quan tâm và yêu thương nhau như thế nào. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế là mỗi anh chị em tín hữu Công giáo đều là chân, là tay, là xương thịt của chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có sự quan tâm, yêu thương, nâng đỡ, tha thứ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhìn những điều tích cực với nhau, giúp cho nhau nên thánh, giúp cho nhau vượt qua những đam mê yếu đuối. Thay vì chúng ta chỉ lên án, chúng ta kết tội, chúng ta trách móc, thì chúng ta hãy tha thứ, hãy an ủi, hãy nâng đỡ, hãy cùng đồng hành và giúp nhau để chúng ta thực sự trở nên thân thể của Chúa Kitô, anh chị em với nhau và là con một Cha trên trời, là những người con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Rồi cũng như Chúa Giêsu, khi Ngài lãnh nhận phép rửa rồi, thì Ngài đã ra đi để thi hành cái sứ vụ mà Thiên Chúa Cha đã trao cho Ngài, sứ vụ mà Chúa Thánh Thần đã sức dầu cho Ngài để làm. Chúng ta cũng vậy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được lãnh nhận những sứ vụ. Sứ vụ làm ngôn sứ, sứ vụ làm vương đế, sứ vụ làm tư tế. Thế là chúng ta cũng hãy ra đi để chu toàn những sứ vụ mà chúng ta được lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Sứ vụ ngôn sứ là gì? Ngôn sứ là người nói lời của Chúa. Có nghĩa là khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, chúng ta có trách nhiệm ra đi để nói lời của Chúa cho người khác, ra đi để mà truyền giáo, mang tin mừng đến cho người khác. Và tất nhiên mang tin mừng đến không phải chỉ bằng lời nói của chúng ta, mà quan trọng hơn là bằng đời sống của chúng ta, bằng cách sống của chúng ta. Để rồi qua cách chúng ta sống, qua cách chúng ta liên đới với người khác, họ cảm nhận được một cái gì đó về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua đời sống của chúng ta, để họ nhìn thấy Chúa, để họ bắt đầu tin vào Chúa và yêu mến Chúa. Đó là cái sứ mạng ngôn sứ mà chúng ta được lãnh nhận, là người nói lời của Chúa, mang Chúa đến cho người khác. Qua bí tích rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về chúng ta. Chúng ta hãy mang Chúa Kitô đến cho người khác. Rồi sứ vụ tư tế. Tư tế là những người thờ phượng Chúa. Thế là qua bí tích rửa tội, chúng ta được bước qua một cái ngưỡng cửa, để rồi chúng ta được trở thành những thành viên của giáo hội. Và vì vậy, chúng ta có những quyền lợi và những trách nhiệm để mà thờ phượng chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta có quyền lợi để lãnh nhận các bí tích. Chúng ta có quyền lợi để tham dự các nghi lễ, các thánh lễ, các giờ cầu nguyện của giáo hội. Chúng ta có quyền lợi để được giáo hội chăm sóc về đời sống thiêng liêng cho chúng ta. Khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau bệnh tật, chúng ta có quyền lợi để mà lãnh nhận những bí tích của giáo hội. Đó là, và cũng ta là cái trách nhiệm để rồi chúng ta cũng tham dự vào những nghi thức thờ phượng của giáo hội, thờ phượng Chúa, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho anh chị em. Đó là cái thừa tác vụ tư tế. Rồi kế tới nữa là gì? Qua bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận cái sứ vụ làm vương đế, làm vương đế, làm con cái của vua. Thế là có nghĩa là gì? Là chúng ta có trách nhiệm để mà quản trị, có trách nhiệm để chăm sóc, bảo vệ trái đất này, vũ trụ này, trái đất này Thiên Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta sử dụng. Và để chúng ta sử dụng được lâu dài thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ vũ trụ này, bảo vệ mặt đất này. Như những ngày tháng vừa qua chúng ta thường nghe rất nhiều về vấn đề bảo vệ môi trường. Thế là chúng ta phải bảo vệ môi trường bằng cách đừng xả rác một cách vô trách nhiệm. Phải biết giữ gìn cái môi trường sống của chúng ta nó sạch sẽ, nó gọn gàng, sử dụng, nhưng mà cũng phải biết bảo trì, bảo quản nó, để rồi quả đất của chúng ta được tồn tại một cách lành mạnh và lâu dài hơn.
Rồi chúng ta cũng biết quản lý những gì mà Thiên Chúa trao gửi đến chúng ta. Rồi quản lý trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, lãnh nhận những cái trách nhiệm để rồi chúng ta có thể phục vụ trong giáo hội, trong giáo xứ, phục vụ trong gia đoàn, trong gia đình, trong các đoàn thể. Đó là cách mà chúng ta đang thi hành cái sứ vụ vương đế. Và chúng ta nói là vương đế có nghĩa là chúng ta là con cái của Chúa Giêsu, con cái của vua Kitô. Thế là chúng ta một cách khác, tôi nói đùa nhưng mà cũng là theo nghĩa thiêng liêng cũng thật. Vì là con cái của vua Chúa trên chúng ta đều là các công chúa, các hoàng tử cả. Và nếu đã là các công chúa, các hoàng tử, là em của vua Giêsu, là con của Thiên Chúa Cha, là những người con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, thế là chúng ta cũng phải sống sao để cho có nhân bản, có tư cách. Từ lời ăn tiếng nói, từ hành động cử chỉ, từ cách ăn mặc của chúng ta, từ cách ứng xử của chúng ta, phải sống làm sao để xứng đáng là những người con yêu dấu của Chúa, là các công chúa, là các hoàng tử. Thế rồi chúng ta không ăn nói bất xứng, không ăn ở bất xứng đó. Nhưng mà sống là những con người có nhân bản, có tư cách để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Tôi cũng có những dịp được gặp gỡ những người, chúng ta có tạm thể gọi là những người bên lương, những người chưa phải là người công giáo. Họ cũng nói với chúng tôi rằng có một điều mà tôi thấy nơi người công giáo đó, là khi họ đến nhà thờ đi lễ, họ ăn mặc rất là lịch sự. Và trong thánh lễ khi họ đứng là họ đứng hết, khi họ ngồi hết, khi họ quỳ hết, rất là nghiêm trang, rất là lịch sự, rất là cung kính. Những người không phải công giáo họ đã nhìn thấy người công, những cái điều tốt đẹp đó nơi người công giáo. Hay là có lần tôi đã nói với hai người bạn trẻ, họ nói rằng có một cái điểm nữa mà con thấy nơi người công giáo là gì, là con thấy người công giáo ít người đi dị ly thân lắm, không phải là không có nhưng mà ít. Đó cũng là cái điểm đẹp mà người ta thấy nơi người công giáo. Thế là chúng ta là những người qua bí tích rửa tội, là những người con yêu dấu của Chúa Cha, là anh em của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy sống làm sao để có nhân bản, để rồi qua chúng ta người ta nhìn thấy Chúa. Đó là khi chúng ta sống thi hành cái sứ vụ làm ngôn sứ, rồi chúng ta hãy chu toàn những trách nhiệm về đời sống thiêng liêng, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, tham dự các thánh lễ. Và đó cũng là cách để cho chúng ta được tăng cường lên, được vững vàng hơn trong đời sống đức tin của chúng ta, trưởng thành hơn trong đời sống của đức tin của chúng ta. Thế rồi chúng ta cũng ra đi phục vụ anh chị em khác. Có một cái điểm nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là chúng ta thấy chúng ta khi sinh ra thuộc về con cái của con người Adam cũ, mang thân phận tội lỗi, đặc biệt tội tổ tông truyền. Và vì tội tổ tông truyền cho nên qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được tha tội tổ tông truyền rồi. Nhưng mà những ảnh hưởng của tội nó vẫn còn ở trong chúng ta, cho nên chúng ta mới trở nên mỏng giòn và yếu đuối. Nhưng mà qua bí tích rửa tội thì chúng ta cũng trở thành gì? Trở thành một tạo vật mới, trở thành con cái Thiên Chúa. Thế là nó cái khác là gì? Là chúng ta hiện tại ở trần gian này, chúng ta đang sống ở giữa hai thế giới. Thế giới thiêng liêng và thế giới vật chất. Một mặt thì chúng ta đã thuộc về Thiên Chúa Cha, thuộc về Chúa Kitô rồi. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng vẫn còn mang thân phận những ảnh hưởng của tội của nguyên tổ của chúng ta. Cho nên trong chúng ta vẫn còn sự giằng co giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái thiện và cái ác. Để rồi như Thánh Phaolô nói là gì? Có những điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Còn những điều lành tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Những điều dữ tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Là trong mỗi người chúng ta vẫn còn cái sự giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa cái xấu và cái tốt, giữa hai thế giới thiêng liêng và thế giới vật chất đó. Cũng như Thánh Phaolô nói là gì? Tinh thần thì minh mẫn sáng suốt nhưng mà thân xác thì yếu đuối. Cho nên vì vậy, để cho chúng ta có thể vượt được qua cái sự yếu đuối, cái sự mỏng giòn của thân xác với những ảnh hưởng của tội đó, thì chúng ta phải bám chặt hơn vào Chúa Kitô, bám chặt hơn vào thế giới thiêng liêng, bám chặt hơn vào ân sủng của Thiên Chúa, để rồi chính ân sủng của Chúa Giêsu Kitô là đứng để chiến thắng tội lỗi và sự chết, ban ơn cho chúng ta, trợ lực cho chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi cái thế giới vật chất này, để rồi cái sự thiện của chúng ta nó mạnh mẽ hơn sự dữ, để rồi chúng ta có thể từ từ với ân sủng của Chúa, với ánh sáng của Chúa Kitô, ân sủng của Chúa Kitô, ân sủng của bí tích rửa tội, thánh hóa biến đổi chúng ta, để rồi từ từ chúng ta lột bỏ được cái thân xác tội lỗi con cái của Adam cũ đi, để rồi chúng ta mặc vào hơn cái thân xác
của Adam mới của Đức Kitô, để rồi chúng ta thuộc nhiều hơn về Thiên Chúa, về sự thiện. Xin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa từ trời mà xuống để cứu độ chúng ta, để cứu chúng ta. Đấng đã lãnh nhận được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần và được xác định bởi Thiên Chúa Cha. Và qua bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận, xin ân sủng của bí tích rửa tội thánh hóa biến đổi mỗi người chúng ta, giúp cho chúng ta ngày càng trở nên xứng đáng với con cái của Thiên Chúa hơn. Để rồi chúng ta cũng có thể đủ trách nhiệm cũng như là sức mạnh và ý thức để đức tin vững mạnh lên, để chúng ta có thể quyết định tin vào Chúa, vào giáo hội một cách trọn vẹn hơn. Và rồi chúng ta cũng ra đi để chu toàn những sứ vụ, những trách nhiệm mà chúng ta đã được lãnh nhận trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Xin Đức Giêsu Kitô là đứng khiêm nhường, là con của Thiên Chúa Cha, giúp cho mỗi người chúng ta được trở nên những người con yêu dấu thật thụ của Thiên Chúa Cha. Amen.